Kính thưa toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trong và ngoài nước, lời nói đầu tiên cho tình xin gửi đến quý anh chị em bà con cô bác cùng toàn thể các bạn trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Thì hôm nay tình có chuyến đi công tác thiện nguyện tại Gò Công, thì trên đường đi tình thấy có một hoàn cảnh của một cô gái đang ngồi ở ngoài đường dưới một cái tán cây. Thì cô gái này hoàn cảnh ban đầu quá tình nhìn thấy là rất là tội nghiệp nè quý anh chị bà con cô bác. Thì quý anh chị bà con cô bác coi có thể nhìn kỹ nè đó, thì ăn uống là chỉ ngồi một chỗ thôi. Thì bây giờ tình sẽ lại trò chuyện với cô gái này nha quý anh chị bà con cô bác. Để đi sâu vào hơn thì tình phải lại trò chuyện với hoàn cảnh của cô gái này nha quý anh chị bà con cô bác ơi. Chị ơi hoàn cảnh của mình như thế nào, chị biết tên mình không hả chị? Em tên Tình đó chị. Em tên Tình, chị tên gì chị? Em tên Tình, chị tên gì chị? Băng ấy. Tên gì chị? Tài Băng ấy. Tên Tài Băng hả chị? Chị tên Tài Băng hả? Dạ sao chị ngồi ở đây hả chị? Chị em á, em là người tìm những cái hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ á chị. Em thấy chị đang ngồi ở đây nè. Dạ chị cho em biết là mình tên gì, mình ở đâu, chị nhớ cho em biết tên tuổi được không chị? Nhà ở Tân Lân chị anh. Nhà ở Tân Lân. Dạ còn chị tên gì? Em à. Dạ. Em tên gì? Chị Lily á. Tên Lily hả chị? Chị nhiêu tuổi hả chị? 21 tuổi chị anh. 21 tuổi hả? 24 tuổi anh. 21 hả? 24 tuổi. 21 tuổi. 24. 24. 24 tuổi hả chị? Em 22. Em 22. Chị có gia đình chưa? Chị có gia đình chưa? Có chồng chưa? Chưa. Chưa có chồng hả chị? Dạ. Chị ơi, tiền sao chị để tiền bay ra ngoài tùm lum hết chị? Nè tiền này chị. Sao chị không cất tiền vô đi? Cất tiền vô đi chị. Anh có cho nhẹ thế nào? Dạ. Em đang đi thiện nguyện ở Gò Công á. Em thấy chị ngồi ở đây nè. Chị có hoàn cảnh của mình như thế nào chị biết không? Chị có thể chia sẻ với em được không? Nếu hoàn cảnh của chị mà khó khăn á, em sẽ kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ mình. Dạ, hoàn cảnh của mình như thế nào chị chia sẻ với em được không hả chị? Nhà tôi nhà dài chú. Dạ, nhà chị ở đâu chị biết không? Nhà dài á. Nhà dài hả? Ừ. Ấp nhà dài. Ừ. Dạ, thì chị có anh chị em gì không? Có một gái hả? Có một mình chị là con gái hả? Ừ. Chị có mẹ có... Có một cô em gái nữa hả? Ừ. Chị có cha mẹ không? Cha mẹ của chị đâu? Cha mẹ của mình đó chị. Chết rồi. Chết hết rồi hả chị? Không còn ai hết luôn. Vậy là chỉ còn có hai chị em à? Ừ. Mình có đi làm công việc gì không hả chị? Hàng ngày mình có đi làm việc gì không hả chị? Không muốn làm việc nữa. Chị không có đi làm gì hết hả? Ừ. Dạ. Vậy sao chị ngồi ở đây? Sao chị không về nhà đi mà chị ngồi ở đây chị? Sao mình không về nhà đi mà mình ngồi ở ngoài đây? Chết hết rồi, không có gì đâu nữa. Dạ. Vậy mình có nhà không? Không, có nhà, có nhà. Sao hồi nãy em hỏi chị nói chị có nhà? Không. Có nhà không? Chị dắt em về nhà ha. Chị dắt em về nhà nếu mà hoàn cảnh gia đình mình nó khó khăn á, em sẽ kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ mình. Chị dắt em về nhà được không? Không có nhà chú. Sao mà không lúc có gái? Lúc hồi nãy em hỏi chị á, chị nói chị có nhà. Không có gái thôi. Không có hả? Ừ. Chị nãy em hỏi chị á, chị nói chị nhà ở ấp nhà dài á, mà giờ chị nói không có nhà là sao? Em tin Tình, em đi giúp mấy cái hoàn cảnh khó khăn á. Em thấy mấy hoàn cảnh khó khăn á, lúc nãy em chạy ngang qua em thấy chị ngồi ở đây á, trời nắng á, em rất là thương những cái hoàn cảnh giống như vậy. Nếu mà gia đình mình nó khó khăn á, chị dắt em về nhà đi. Em sẽ kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ nếu như hoàn cảnh của mình thật sự là khó khăn á chị. Không có nhà. Dạ. Dạ. Quý anh chị và con cô bác, thì lúc nãy cô gái này nói với Tình là có nhà, giờ nói là không có nhà. Thật sự câu chuyện này mình cũng rất là khó hiểu. Chị ăn cái gì chưa hả chị ha? Chưa anh. Ăn cái gì chưa? Em muốn
Chị ăn cái gì chưa? Chị ăn cái gì chưa? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm hả? Chị chưa có ăn cơm đúng không? Chưa ăn không? À, tí nữa em mua cơm cho chị ăn ha. Ha ha, tí nữa. Cơm không ngon. Cơm không ngon vậy chị muốn ăn cái gì? Phở. Em mua phở cho chị ha. Ừ. Dạ. Tí em mua phở cho chị rồi chị dắt em về nhà được không? Chị dắt em về nhà em tìm hiểu cái hoàn cảnh của mình được không chị? Sao ạ? Có chuyện gì chị nói em nghe đi, có chuyện gì khó không? Có chuyện gì khó nói không? Không có nhà em. Không có nhà hả? Dạ em tinh tình á, em tinh tình, em muốn xem cái hoàn cảnh nhà mình như thế nào á, tại vì em muốn, nếu mà hoàn cảnh của chị thực sự là khó khăn, em muốn giúp đỡ, muốn thực sự là muốn giúp đỡ chị. Em tên là Tình. Em tên là Tình. Chị nhớ tên em chưa? Em tên là Tình. Nếu mà hoàn cảnh của mình á thực sự khó khăn, cần sự giúp đỡ thì chị dắt em về nhà đi. Em còn hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào? Em có thể kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cho chị. Chứ em thấy chị ngồi ở đây nè, trời nắng nè. Trời rất là nắng luôn nha quý anh chị và con cô bác. Nè, nắng nè. Rất là nắng luôn nha quý anh chị và con cô bác. Chị ơi, chị có nắng lắm không chị? Chị có nắng không? Nắng nó làm chị nóng lắm không? Chị ơi, chị nắng có làm chị nóng lắm không? Không. Không hả chị? Ngày nào chị cũng ngồi đây hay sao chị? Chị ơi, ngày nào chị cũng ngồi đây hay sao chị? Chú ơi, hết nước chú. À, em mua nước đá với mua phở cho chị phải không? Đá, hết nước. Mua nước đá phải không chị? Mua đá của chị Tin có rồi. Mua nước đá cho chị đúng không? Ừ. Chị uống nước đá rồi, có ăn phở không? Em mua phở luôn. Ừ. Ăn phở luôn đúng không? Ừ. Ăn xong dắt em về nhà ha. Đừng có bằng cảnh nhà mình. Không có gì ở nhà, không có nhà. Dạ, bây giờ em mua nước đá cho chị ha. Em mua nước đá với mua phở cho chị ăn ha. Ừ. Dạ. Vì chị chờ, ngồi đây chờ em chút xíu ha. Ừ. Em mua cho ha. Chị, em mua phở cho chị nè chị. Nè, em mua phở cho chị nè. Nè, có nước đá nè chị. Nước đá nè. Nước đá. Xịt tin nè chị. Chị có xịt tin nè, chị đổ cho chị uống đi. Thôi, uống đi. Em đâu có uống đâu, chị uống đi. Thôi, em uống rồi mà, anh khui đi. Em khui cho chị uống hả? Ừ. Em khui chị uống ha. Rồi này chị, em khui này chị. Mở nắp chai bỏ chị mở nắp ly bỏ tiền vô đi. Chị mở nắp được không chị? Mở đi. Em mở cho chị luôn hả? Tình đang mở nắp luôn mà cả nhà. Chị có thường hay về nhà tắm không hả chị? Chị có về nhà không chị? Nè giờ đó chị. Đổ đầy luôn. Đổ đầy luôn hả chị? Rồi đó chị.
chị em có mua phở cho chị này chị? Chị ăn phở không nè? Ăn phở buồn, có phở buồn chút. Ủa anh phở. Sao chị? Sao chị? Em mua phở cho chị này chị. Nãy chị nói chưa ăn phở, mỗi người phở đi. Phở đi. Phở nè chị. Phở nè, cái này là phở nè chị. Chị ăn đi chị. Anh mua phở đi anh. Dạ, dạ sao chị? Anh mua phở đi em ăn đi anh. Em mua phở cho chị á. Em anh mua đi anh. Em không có ăn, em mua cho chị ăn á. Chị ăn đi chị. Chị ăn đi chị. Chị ăn, anh thu phở đi anh. Dạ. Anh thu cái phở đi, em ăn. Em thu cho chị hả? Ừ. Em đổ cho chị đúng không? Ừ. Sao chị? Có là dâu thơm á. Dâu thơm hả chị? Ừ. Có trong đó luôn rồi đó chị. Dâu thơm lên dâu sống á. Dâu sống hả chị? Ừ, dâu thơm này nè. À, dâu thơm thêm dâu này nữa đúng không chị? Ừ. Thêm nữa không chị? Nữa. Nữa hả? Rồi chị. Tình hồi nãy Tình đi vô mua phở, Tình cũng đã rửa tay rồi đó quý anh chị bà con cô bác. Quý anh chị bà con cô bác đừng nghĩ tay Tình dơ nha, rất là sạch luôn nha quý anh chị bà con cô bác. Do lúc nãy Tình vào Tình cũng mua nước Tình uống rồi Tình rửa tay luôn. Ủa sao thấy tiền để bay lăn lóc luôn á chú? Là cái cô này ngồi đây hôm nay hơn một tuần rồi hả chú? Trời nắng trời mưa gì cũng ngồi luôn hay sao chú? Mặc áo mưa ngồi đó luôn hả chú? Kêu vô nhà cũng không vô luôn. Không vô. Dạ dạ. Chị, lát ăn xong hai chị mình về nhà hả chị? Được không chị? Được phải không? Ăn chị dám ăn hết đi chị. Dạ kính thưa quý anh chị bà con cô bác, thì để đi tìm hiểu sâu về cái hoàn cảnh này hơn thì Tình sẽ phải đi về nhà của cô gái khờ này nha quý anh chị bà con cô bác. Thì nếu như mà cô gái khờ này bị tâm thần thì mong rằng sẽ có cơ quan chức năng cho cô gái này đi viện bảo trợ xã hội hoặc là bệnh viện để có người chăm sóc.
chứ ngồi đây giống như là một cực hình hành hạ đối với cô gái này nè quý anh chị bà con cô bác. Thì hồi nãy theo chú chủ nhà ở bên góc đường nè, thì chú chia sẻ là cô gái này đã ngồi đây một tuần rồi, nắng mưa gì cũng ngồi ở đây hết, chị mưa thì lấy cái áo mưa chùm lại. Đó, có cái áo mưa nè quý anh chị bà con cô bác, thấy cái áo mưa không? Đó, có áo mưa. Còn nếu mà trời nắng á, thì cứ ngồi như thế này. Đây là quý anh chị bà con cô bác. Thì hồi nãy Tình hứa là Tình mua phở cũng với nước đá cho chị uống nè, thì bây giờ chị ăn nè, lát nữa chị ăn xong thì Tình sẽ đi về nhà của chị để tìm hiểu hoàn cảnh. Chị ăn ngon không hả chị? Ngon ha, ngon ăn hết luôn hả chị ha. Chị này nhận thức có nghĩ Tình nghĩ là đang bị tâm thần đó quý anh chị mà con cô bác. Tiền mà tiền để bay lăn lóc mà quý anh chị mà con cô bác, đó quý anh chị mà con cô bác thấy không? Tiền mà. Còn nước này là của các bà con cô bác cho nè quý anh chị mà con cô bác, tiền mình bỏ như thế này. Thì tí nữa đây Tình sẽ đi về nhà tìm hiểu hoàn cảnh của cô gái khờ này, để tìm hiểu hoàn cảnh thực hư của câu chuyện. Nếu như mà cô gái khờ này đang bị tổn tâm thần thì mong rằng sẽ có cơ quan chức năng sẽ có cho cô gái này vào trong cái nơi được có người chăm sóc, chứ để ngoài giống như là một cực hình vậy quý chị mà con cô bác coi, trời rất là nắng luôn nè, không có Tình đâu có nói giỡn đâu, rất là nắng luôn. Tình phong độ với anh chị mời con cô bác không? Rất là nắng, nắng lắm với anh chị mời con cô bác. Chị Ly, tí nữa hai chị em mình về nhà hả chị Ly ha? Vâng. Dân, chị Dân. Vâng. Băng. Chị Băng, tí nữa hai chị em mình về nhà ha?